Đi du học thì hầu như là những bạn du học sinh nào cũng mong muốn là mình tìm được một công việc làm thêm phù hợp với mức lương tương đối. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn muốn có tìm thêm thu nhập để trang trải trong cái thời gian mình đi học tập tại Úc, đúng không nào? Bởi vì sao? Bởi vì khi mà bạn đi du học thì gia đình bạn sẽ cung cấp cho bạn ngoài tiền học phí ra còn các khoản như là ăn ở, đi lại, mua sắm vân vân. Và nên là hiện nay thì cũng có rất là nhiều bạn sinh viên đang cần mà muốn đi làm thêm. Và thêm vào đó nữa là tại Úc thì chính phủ Úc cho phép sinh viên làm thêm là 40 giờ trên 2 tuần. Thì với cái này nó cũng là tạo điều kiện rất là tốt cho các bạn rồi. Các bạn được đi làm thêm, được có thêm thu nhập cũng như là có thêm kinh nghiệm trong thời gian học tập tại Úc, đúng không nào? Vậy thì các bạn sẽ thắc mắc rằng là những cái công việc nào mà sinh viên khi mà đi du học Úc các bạn thường hay chọn và cái mức lương dành cho những cái công việc đó thì như thế nào? Công việc làm thêm thì cho du học sinh thì rất là đa dạng, chủ yếu là những công việc bán thời gian giúp cho sinh viên dễ dàng chọn những công việc phù hợp với cái quỹ thời gian của mình cũng như là sức khỏe và sở thích. Ví dụ như là bạn có thể chọn công việc là thu hoạch nông sản, thì đây là công việc được nhiều sinh viên lựa chọn nhiều nhất vào mùa hè và mùa thu. Vì sao? Bởi vì đây là cái thời điểm thu hoạch nông sản tại Úc, và công việc này thì cũng là khá là đơn giản, nên là các bạn có thể làm chỉ cần hái trái cây như là những cái trái cây mà các bạn thường thấy khi mà các bạn đi du học Úc chụp hình á, như là trái đào nè, nho, táo, lê, mận, vân vân. Và mức lương cho công việc này thì bao nhiêu? Công việc này thì bạn sẽ làm việc từ lúc là 5 giờ sáng và mức lương thì nó sẽ dao động từ 12 cho đến 15 đô một giờ. Ngoài công việc hái trái cây ra, thu hoạch nông sản ra thì bạn cũng có thể là chọn công việc phụ bếp hoặc là chạy bàn tại các nhà hàng. Hầu hết các bạn du học sinh đều mong muốn tìm được cái công việc này. Bởi vì sao? Bởi vì là ngoài cái khoản lương kha khá thì cái công việc này còn rèn cho bạn cái kỹ năng giao tiếp ngôn ngữ và cái sự nhanh nhẹn cũng như là sự tự tin nữa. Nếu như mà bạn làm ở những cái nhà hàng mà Âu thì mức lương nó sẽ dao động tầm khoảng là 12-15 đô một giờ. Thay vì những cái nhà hàng Á thì mức lương chỉ tầm khoảng là 8-10 đô một giờ thôi. Và bên cạnh các quán ăn thì các bạn có thể là tìm đến những cửa hàng, những cái tiệm thức ăn nhanh, các tiệm mà bán hồng trà hay là tiệm Starbucks để xin làm phục vụ chẳng hạn. Thậm chí thì các bạn cũng có thể là tìm tới những cái câu lạc bộ hay là những cái quán bar, cà phê để xin làm pha chế trong đó. Ngoài ra thì bạn cũng có thể là chọn công việc bán hàng hay là thu ngân tại các khu chợ. Nếu mà so với cái việc bán hàng hay là phục vụ, nếu mà so với cái việc chạy bàn hay là phục vụ thì cái việc mà bán hàng thu ngân có lẽ là công việc nó sẽ có phần nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên thì chỉ thực sự thích hợp với những cái bạn du học sinh nào mà nhanh nhẹn và cẩn thận các bạn. Tại vì mình tính toán mà, ông bà ta có câu là sai một con toán thì bán một con trâu. Thì trong cái lúc mà bạn tính toán, nếu mà có cái sự sai sót đó thì cái hậu quả nó cũng rất là nghiêm trọng, đúng không? Và các bạn thì ngoài xin việc ở những cái chỗ như là siêu thị, cửa hàng, thì các bạn du học sinh khi học tại Úc các bạn còn có thể là đến các chợ để xin làm những cái công việc này. Và mức lương thì nó thường sẽ là 10 đô một giờ. Và đối với mức lương thu ngân thì nó sẽ từ 8-9 đô một giờ. Vì là bạn làm ở những cái khu chợ được trả tiền mặt nên là bộ di trú sẽ không kiểm tra được cái số giờ làm của sinh viên. Cho nên thì rất là ít bạn sẽ gặp cái vấn đề rắc rối với bộ di trú về cái việc mà làm thêm quá giờ quy định này. Thì đây cũng là cái ưu điểm cho bạn, đúng không? Cái ưu điểm khi bạn chọn công việc làm thêm, nhiều bạn thì ví như trong thời gian học được nghỉ nhiều quá thì mình chọn những công việc này, thì mình có làm thêm quá một chút xíu thì cái bộ di trú người ta cũng không có phát hiện được. Nói vậy thôi nhưng mà các bạn cũng đừng có chủ quan nha. Về công việc tiếp theo nữa bạn có thể chọn đó là làm nail. Thì ở Úc thì cái công việc này là nó tương đối phát triển và nó mở ra một cái cơ hội nghề nghiệp với mức thu nhập cao cho các bạn nữ du học sinh. Tại vì đa số thì các bạn nữ thì chọn công việc này, chứ nam thì hầu như là không có hoặc là rất là ít, đúng không? Công việc này thì tương đối đơn giản thôi, nhưng mà nó sẽ đòi hỏi cái sự khéo léo cũng như là cái tâm lý, và bạn phải có kinh nghiệm về các loại mỹ phẩm. Thì mức lương thì nó là khá hấp dẫn, nó sẽ dao động tầm khoảng là 15 đô một giờ. Ngoài ra thì các bạn du học sinh thường nhận các khoản tiền tip từ khách. Thì sau khi mình làm xong
thì khách cảm thấy hài lòng thì có thể là khách bo thêm tiền cho bạn, thì đó cũng là một cái khoản thu nhập thêm cho bạn, đúng không? Nhưng mà dù bất kỳ ở đâu, những cái công việc làm thêm trong khu học xá của trường thì vẫn được liệt vào là những cái công việc mà được sinh viên yêu thích nhất. Thì nếu mà trong khu học xá thì bạn sẽ làm những công việc gì? Thì bạn sẽ là chọn là những công việc như là làm trợ giảng hoặc là làm quản lý trong thư viện. Đặc biệt là làm quản lý trong thư viện thì chắc là nhiều bạn sẽ thích hơn. Tại vì quản lý trong đó thì ngoài cái thời gian mà mình làm việc thì mình có thời gian để mình đọc sách. Và các bạn cũng khi mà đi làm thêm thì các bạn cũng lưu ý là cần phải cân nhắc về thật kỹ lưỡng cũng như là sắp xếp thời gian thật là hợp lý để làm mình vừa có thêm thu nhập vừa có thêm kinh nghiệm nhưng mà sẽ không ảnh hưởng đến cái việc học nha các bạn. Tại vì nhiều bạn thì sẽ ham việc quá, ham kiếm tiền quá mà quên mất là không tập trung vào việc học, ảnh hưởng đến sức khỏe, rồi làm cho mình cảm thấy mất tập trung trong cái lớp học. Và nghiêm trọng hơn đó là bạn sẽ bị hủy visa trong cái thời gian bạn học. Đặc biệt là những cái bạn mà đi làm thêm quá giờ thì các bạn cần lưu ý cái này, mình phải sắp xếp giữa công việc và cái việc học của mình cho nó hợp lý, đừng có vì ham việc quá mà bỏ lơ là cái việc học. Còn nếu mà bạn còn những cái thắc mắc nào về công việc làm thêm khi đi du học Úc hoặc là hiện tại ở cái khu vực bạn đang ở đó có những cái công việc nào phù hợp với sinh viên mà bạn còn đang phân vân hay là bạn chưa biết là mình nên chọn những công việc nào thì bạn hãy liên hệ ngay với chúng tôi sẽ hỗ trợ cho bạn, có thể là hỗ trợ cho bạn là hướng tư vấn cho bạn là bạn nên chọn những công việc nào và đến những nơi nào để xin việc. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.